Thụy Điển gửi thêm vũ khí chống tăng và súng máy cho Ukraine. Nga bất ngờ tuyên bố rút khỏi đảo rắn. Tổng thống Indonesia đề nghị chuyển thông điệp từ ông Zelensky tới ông Putin. Ngoại trưởng Anh nói, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xâm lược Đài Loan là tính toán sai lầm thạc khốc. Bốn trụ cột chính trong khái niệm chiến lược mới của NATO. Xin kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 30 tháng 6 của Hà TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Thụy Điển hôm thứ Năm thông báo nước này sẽ gửi thêm vũ khí chống tăng và súng máy tới Ukraine. Gói vũ khí viện trợ này bao gồm cả thiết bị giả phá bom mìn trị giá khoảng 500 triệu corona, tương đương 19 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng thụy Điển Peter Houtenbich nói với TT News, đợt hỗ trợ vật chất này đã được Ukraine yêu cầu cụ thể. Ông Houtenbich nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ phương Tây phải liên tục và lâu dài. Bộ trưởng Houtenbich lưu ý rằng, việc hỗ trợ bom, đạn bổ sung được gửi tới Kyiv sẽ không ảnh hưởng đến năng lực của lực lượng vũ trang Thụy Điển. Thưa quý vị, lực lượng Nga hôm nay tuyên bố rút khỏi đào rắn ở ngoài khơi Biển Đen như cử chỉ thiện chí để Ukraine xuất khẩu nông sản. Động thái của Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa làm tê liệt tiền đồn. Cũng trong ngày 30 tháng 6, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yarmouk, xác nhận thông tin các lực lượng Nga đã rút khỏi đảo rắn. Ukraine tuần trước đã phát động một cuộc tấn công lớn, phá hủy hàng loạt trạm tiếp tế và hệ thống phòng công của Nga bằng một loạt tên lửa. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy một hệ thống phòng không Pantsir, một trạm radar và một số phương tiện quân sự của Nga trong một loạt cuộc không kích vào hòn đảo này vào ngày 20 tháng 6 và dạng sáng ngày 21 tháng 6. Việc rút quân cho thấy một tổn thất lớn đối với lực lượng của Putin. Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam của Ukraine viết trên Facebook rằng, trong đêm, Nga đã vội vã sơ tán những người còn lại đồn trú khỏi hòn đảo sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của chúng tôi. Trong khi một báo cáo quân sự khác cho biết, cuộc rút lui của Nga được thực hiện bằng tàu cao tốc. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yarmak, viết trên Twitter không có quân đội Nga trên đảo rắn nữa, lực lượng vũ trang của chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời. Ông đăng cùng bức ảnh khói bốc lên từ hòn đảo sau một cuộc tấn công khác vào đêm qua. Trong khi đó, phía Nga hôm nay tuyên bố, như một cử chỉ thiện chí, lực lượng vũ trang Nga ngày 30 tháng 6 đã hoàn thành nhiệm vụ trên đảo rắn và rút đơn vị đồn trú tại đây. Đảo rắn có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên biển đen, cách cảng Odessa của Ukraine, khoảng 35 km Trước chiến sự, lực lượng biên phòng Ukraine bố trí đơn vị đồn trú khoảng 100 lính biên phòng bảo vệ đảo. Nga sau đó điều tổ chiến đưa lực lượng đổ bộ chiếm đảo ngay từ những ngày xâm lược Ukraine. Hòn đảo nằm ngoài khơi thành phố Odessa, luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm mà cả Nga và Ukraine đều quyết giành giật vì tầm quan trọng chiến lược của nó. Dù hầu như không có tài nguyên thiên nhiên cũng như căn cứ quân sự thường trực, hòn đảo đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát các tuyến vận tải trên Biển Đen, trong đó có đường ra vào cảng Odessa. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Soko Widodo hôm thứ Tư đã đề nghị chuyển thông điệp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin để cố gắng thúc đẩy hy vọng hòa bình. Hiện chưa rõ ông Zelensky phản ứng như thế nào với lời đề nghị của Tổng thống Widodo hay... Liệu nhà lãnh đạo Ukraine có bất kỳ thông điệp nào mà ông muốn gửi tới Putin hay không? Sau chuyến thăm Ukraine, ông Widodo sẽ đến Moscow để gặp Tổng thống Putin và nói rằng ông sẽ thúc giục Tổng thống Nga đồng ý với lệnh ngừng bắn. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kyiv đang bị đóng băng và hai bên đổ lỗi cho nhau. Ông Zelensky phát biểu sau khi gặp Tổng thống Zelensky. Mặc dù rất khó đạt được, nhưng tôi đã bày tỏ tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình tôi đã đề nghị chuyển một thông điệp từ Tổng thống Zelensky tới Tổng thống Putin mà tôi sắp gặp. Trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia, nhưng lệnh phong tỏa đường biển của Nga đã khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Kyiv bị đình trệ, đe dọa nguồn lương thực toàn cầu. Tổng thống Indonesia cho biết ông cam kết giải quyết tình trạng gia tăng giá lương thực, năng lượng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Ông Jokowi nói tại Kyiv. Tất cả các nỗ lực phải được thực hiện để bảo đảm Ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu lương thực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển thực phẩm của Ukraine, đặc biệt là bằng đường biển. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Anh Lichus cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm xâm lược Đài Loan đều sẽ là một tính toán sai lầm thảm khốc. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid Bachus cho biết Bắc Kinh có nguy cơ mắc phải sai lầm tương tự mà Tổng thống Nga Putin đã vấp phải ở Ukraine. Bà nói: "Chúng tôi đã thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc và chúng tôi biết rằng Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ Ukraine. Họ đang mở rộng khả năng quân sự và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình." Bachus cho hay báo cáo chiến lược mới của NATO sẽ đưa ra tham chiếu cụ thể đến Trung Quốc bởi vì đây không chỉ là vấn đề của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà còn là vấn đề an ninh châu Âu. Đại Tây Dương. Bà cảnh báo, tôi cho rằng với việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua cưỡng ép kinh tế và xây dựng một quân đội có năng lực, điều đó có nguy cơ thực sự là họ có thể vạch ra một ý tưởng sai lầm dẫn đến một tính toán sai lầm thảm khốc, chẳng hạn như xâm lược Đài Loan. Ngoại trưởng Lichus nhìn nhận, điều quan trọng là thế giới tự do hợp tác cùng nhau để giúp đảm bảo Đài Loan có thể tự vệ, đồng thời phải chú trọng tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Bà lưu ý thêm, các quốc gia phương Tây cần phát triển các giải pháp kinh tế thay thế cho Trung Quốc để đảm bảo họ không trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc, giống như hiện tại đang có một số quốc gia phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Theo bà Lichus, sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào dầu khí và khí đốt của Nga đã góp phần tạo ra cảm giác khiến Nga cảm thấy họ có khả năng xâm lược Ukraine. Bà nhận định, phương Tây cần phải học bài học này càng sớm càng tốt tránh trở nên phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc và đảm bảo rằng nước này có những lựa chọn tài thế mạnh mẽ. Thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29 tháng 6, lãnh đạo các nước thành viên đã thông qua khái niệm chiến lược mới với bốn trụ cột chính. Khái niệm chiến lược mới là một tài liệu quan trọng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành các sáng kiến của NATO. Nó bao gồm các ưu tiên và mục tiêu của liên minh trong 10 năm tới đồng thời thiết lập quan điểm chung về những cách thức đang nổi lên. Khái niệm đã xác định Nga, Trung Quốc là những mối đe dọa địa chính trị lớn, coi việc phổ biến vũ khí hạt nhân, chiến tranh mạng và biến đổi khí hậu là những thách thức lớn nhất trong một thập niên. Coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Khái niệm chiến lược mới của NATO lên án cuộc xâm lược mà Nga đang thực hiện tại Ukraine, cho rằng hành động này đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế, phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh tại châu Âu đồng thời coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định của khối. Khái niệm chiến lược mới của NATO viết, Nga đã vi phạm các chuẩn mực và nguyên tắc góp phần tạo nên một trật tự an ninh châu Âu ổn định. Chúng tôi không thể xem nhẹ khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm gây tổn hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước liên minh. Khái niệm chiến lược mới cho rằng hoạt động quân sự của Nga tại biển Baltic, biển Đen và ở khu vực địa Trung Hải cũng như sự hợp tác quân sự giữa nước này với Belarus đang thách thức an ninh và lợi ích của Liên minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả các mối đe dọa và hành động thù địch của Nga một cách thống nhất và có trách nhiệm. Tuy vậy, khái niệm này khẳng định NATO không tìm kiếm sự đối đầu và không gây ra mối đe dọa trực tiếp với Nga. Chúng tôi vẫn giữ các kênh liên lạc cởi mở ở Moscow để quản lý và giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn leo thang và tăng tính minh bạch. Lần đầu chỉ đích danh thách thức từ Trung Quốc. NATO lần đầu tiên nêu rõ ứng phó với trung quốc là một trong những ưu tiên chiến lược của liên minh trong tập niên tới khái niệm chiến lược mới cảnh báo tham vọng quân sự ngày càng gia tăng của trung quốc chỉ trích cách hành xử của bắc kinh trong vấn đề đài loan và với các nước láng giềng cũng như quan hệ hợp tác nga trung dù cuộc xung đột nga ukraine đã chi phối các phiên thảo luận tại hội nghị nhưng trung quốc vẫn đứng ở vị trí thứ tư trong các mối quan tâm về an ninh đáng lo ngại nhất của liên minh tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết sau khi trình bày khái niệm chiến lược của NATO. Trung Quốc không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta phải nhìn rõ những thách thức nghiêm trọng mà họ đặt ra. Theo các nhà quan sát, đây là sự chuyển hướng ưu tiên rõ ràng của NATO, bởi trong khái niệm chiến lược công bố năm 2010, liên minh này không hề đề cập đến Trung Quốc. Điều đó cho thấy NATO ngày càng nêu cao cảnh giác với Trung Quốc, đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có lực lượng quân đội phát triển nhanh chóng cả về số lượng lẫn công nghệ. Khái niệm chiến lược mới cũng bày tỏ quan ngại về quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng nỗ lực hợp tác của hai nước nhằm làm tổn hại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đi ngược lại các giá trị và lợi ích của chúng ta. Khái niệm chiến lược mới của NATO viết, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau một cách có trách nhiệm với tư cách là các nước đồng minh để giải quyết những thách thức mang tính hệ thống do Trung Quốc đặt ra đối với an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và đảm bảo quốc phòng an ninh của các thành viên. Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh NATO lần này có sự tham dự lần đầu tiên của các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Một tín hiệu rõ ràng cho thấy NATO đang có xu hướng xây dựng một liên minh đối phó Trung quốc. Phản ứng trước khái niệm chiến lược mới của NATO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lớn tiếng nói rằng các nước thành viên NATO đã gây căng thẳng và kích động xung đột bằng cách điều tàu chiến và máy bay vào các khu vực gần với lục địa châu Á và Biển Đông. Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Wellesley nhất định luận điểm trong khái niệm chiến lược mới của NATO cho thấy tính cấp thiết phải ứng phó với sự cạnh tranh của các cường quốc. Bà Gardens viện dẫn cảnh báo của Liên minh về mối quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa Nga và Trung là một thách thức đối với trật tự hiện có. Mở rộng NATO. Khái niệm chiến lược nhấn mạnh sự mở rộng NATO sẽ góp phần củng cố liên minh và bảo đảm an ninh của hàng triệu công dân châu Âu, đóng góp vào hòa bình ổn định ở khu vực châu Âu đại Tây Dương khái niệm chiến lược mới của NATO viết Cái cửa của chúng tôi vẫn rộng mở đối với tất cả các nền dân chủ châu Âu chia sẻ những giá trị của liên minh những quốc gia sẵn sàng và có thể đảm nhận trách nhiệm nghĩa vụ của quy chế thành viên sẵn sàng đóng góp vào an ninh chung của chúng tôi Tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh Lời mời được đưa ra sau khi Tổng thống Tổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rút lại phản đối hai quốc gia Bắc Âu này gia nhập khối. NATO cũng cho biết sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác với Ukraine và Georgia, những nước đang mong muốn gia nhập Liên minh. Khái niệm chiến lược mới cho rằng một Ukraine mạnh mẽ và độc lập đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định của các thành viên NATO. Tài liệu cũng xác định Tây Ba Càn và Biển Đen là những khu vực có tầm quan trọng chiến lược với Liên minh, đồng thời khẳng định NATO sẽ tăng cường đối thoại hợp tác với các đối tác mới và đối tác hiện có ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để giải quyết các thách thức xuyên khu vực và các lợi ích an ninh chung. Chống biến đổi khí hậu Khái niệm chiến lược mới đều rõ, NATO cần phải trở thành tổ chức quốc tế hàng đầu trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Liên minh nên dẫn đầu các nỗ lực đánh giá và tác động của biến đổi khí hậu đối với quốc phòng và an ninh và giải quyết những thách thức đó. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO cam kết sẽ góp phần chống lại biến đổi khí hậu bằng cách giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đầu tư chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và tận dụng các công nghệ xanh, đồng thời bảo đảm rằng năng lực quân sự và một thế trận phòng thủ gian đe đáng tin cậy. Thưa quý vị, mục tin từ giới tối của ĐCNN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của ĐCNN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh ĐCNN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.